Cũng hôm nay, Ban Quản lý Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức tổng kết nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình sản xuất chăn nuôi năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015. Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm, hay còn gọi là dự án LIPSAP, được tài trợ của Hiệp hội Phát triển Quốc tế EDA, Ngân hàng Thế giới và Chính phủ Việt Nam. Chủ đầu tư là Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Ở Lâm Đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đơn vị thực hiện. Với tổng vốn đầu tư trong giai đoạn 2010-2015 là 95 tỷ đồng. Sau gần 5 năm thực hiện, dự án đã tổ chức tập huấn, hội thảo, đồng thời thiết lập được 4 vùng trọng điểm về chăn nuôi an toàn, gồm Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh và Bảo Lâm. Trong đó có 10 xã, 40 nhóm với 800 hộ tham gia. Hầu hết, các hộ tham gia dự án được hỗ trợ xây bể bioga, hố ủ phân. Các đơn vị trong vùng được đầu tư nâng cấp khu chợ buôn bán thực phẩm tươi sống, xây dựng lò giết mổ gia cầm, nâng cấp chuồng trại. Riêng năm 2014, với nguồn vốn trên 23 tỷ đồng, dự án đã đầu tư chăn nuôi, xây dựng khu buôn bán thực phẩm tươi sống. Qua khảo sát, dự án được triển khai tại Lâm Đồng đã phát huy hiệu quả, môi trường và an toàn thực phẩm được đảm bảo. Đến nay, đã có hơn 40% hộ dân trong vùng được cấp giấy chứng nhận Việt Gáp, góp phần đạt được mục tiêu tăng khả năng cạnh tranh các hộ chăn nuôi thông qua hiệu quả sản xuất, chất lượng an toàn thực phẩm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong chuỗi sản phẩm theo hướng chăn nuôi sạch từ trang trại tới bàn ăn. Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai dự án vẫn gặp một số hạn chế về đầu tư cơ sở hạ tầng, khu vực hộ chăn nuôi không tập trung và chưa tạo được chuỗi liên kết trong mục tiêu của dự án. Việc quản lý tiểu thương vào kinh doanh tại khu vực thực phẩm tươi sống mới đạt khoảng 70%. Năm 2015 là thời điểm kết thúc dự án. Vì vậy, dự án tiếp tục tập trung hoàn thành và đưa vào hoạt động các khu chợ thực phẩm tươi sống, chuyển giao, tập huấn, mở rộng hướng chăn nuôi theo hướng Việt Gáp. Hoàn thành các hoạt động hỗ trợ theo quy định của dự án, thiết lập liên kết thị trường đầu vào và đầu ra cho các hộ chăn nuôi.